Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video về Wixi. Mình có một cái Wixi này. Wixi này còn bông nè, rồi còn giấy nè, được băng keo nè, băng keo bông nè. Bóng chứ. Thôi chỉ cần là nhà lấy một tờ giấy, rồi xong mình nhét bông vô, mình dán hết hồ lại. Xong mình vẽ rồi mình tô màu một cam lên, xong rồi mình dán mấy chỗ này lại, xong rồi mình ghi chữ, mình ghi mấy này lên. Rồi xong mình sẽ bao bọc băng keo vào đây. Bé rất là đã. Đã lắm à. Nhưng mà mình có thể ra tròn rồi như vậy được, số không được. Cái này á, tờ giấy này được bao bọc rồi cho nên nó cũng không rách nè. Nhìn nó rách bữa tới giờ rồi. Bây giờ mình sẽ mà tại vì nó có lớp ngoài rồi nó không bao giờ rách được nữa nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Và khi nào á các bạn muốn cái này thì các bạn hãy đăng ký thành viên lên kênh channel của mình nha. Thôi tạm biệt các bạn.